Khi cảm xúc thăng hoa, cô bé ngứa ngáy, viêm nhiễm khiến bạn khó chịu, mất tự tin. Dung dịch vệ sinh phụ nữ cao cấp Femfresh Soothing Wash với chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên, đặc biệt được bổ sung acid lactic, glycerin và lợi khuẩn lactobacillus, giúp vùng kín của bạn luôn sáng sạch, mềm mịn, thơm mát, ngăn ngừa và hỗ trợ hết viêm ngứa, cho tình yêu bên chàng thêm nồng nàn, say đắm. Femfresh, giữ lửa tình yêu.